Xin mời bước vào đại tiệc. Ngại quá. Mới mới. Tự nhiên. Anh thấy mình vui, rất là vui vì hôm nay mình đã chia sẻ được cho các bạn một cái bữa ăn thật. Thôi đừng có xạo, thua rồi, nói đại thua rồi cho rồi. Trong lúc này Duy có thể nào hát một bài hát nào đó mới mà sắp phát hành cho mình nghe được không? Em có một cái thói quen rất là lạ là không bao giờ hát nhạc của mình nha. Vậy hả? Vậy hát nhạc người anh khác đi. Anh nhiều bài hay mà. Hát nhạc người Hồng Thuận đi. Thôi bây giờ mình hát nhạc của một cái người mà họ rất là ít khi mà họ viết nhạc, nhưng mà tự nhiên bây giờ họ cũng viết nhạc luôn. Mà bây giờ còn viết nhạc phim nữa. Ờ, cũng ghê lắm. Ai hả? Ô, phim chiếu rạp mà đồ hồ tết hot lắm. Ai hả? Rồi, thấy chưa? Ông Hoàng thấy chưa? Ông Hoàng thiên chỉ một cái đội sai trái rồi. Biết gì hết, ngơ ngác như con nai vàng. Ai hả? Thiệt, bố trời còn ngơ ngác nữa. Tại nó nói như không biết gì cả, còn không biết là ai luôn. Họ không biết gì cả.